Hoàng Kim Lụa, sinh năm 2005, dân tộc Tài, xã Võ Lao, huyện Văn Bản, được huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lào Cai từ năm 12 tuổi. Tháng 1 năm 2019, khi mới 14 tuổi, Hoàng Kim Lụa được chọn vào đội tuyển cử tại trẻ quốc gia. Tài giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á, đô cử Hoàng Kim Lụa thi đấu ở hạng cân 55kg đã xuất sắc giành huy chương vàng, nội dung cử giật. Với mức tạ 77 kg, huy chương bạc cử đẩy với mức tạ 93 kg và với kết quả hai nội dung là 170 kg, Hoàng Kim Lụa giành huy chương vàng tổng cử.